Hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng ta tiếp tục có thêm một cái gift code mới và mình sẽ cập nhật luôn cho anh em nha. Rồi qua gift code nhập luôn vào đây. T3P7R5KFZUQE8 anh em nha, đổi quà luôn. Như vậy là chúng ta đã nhập thành công cái code rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhận phần thưởng nhé. Đây là bao gồm những cả phần quà đăng nhập rồi các kiểu các đặc điều, chứ không phải chỉ nguyên cái code mà được như thế này đâu anh em nhé. Nguyên cái code thì chúng ta chỉ được 10 thùng bia, 20 khẩu pháo tấn công và 20 xu may mắn thôi anh em nhá. Nhưng thế cũng là ngon rồi. Và ngon hơn nữa, với mấy chục khẩu pháo tấn công đấy thì mình có thể bắn Akainu thêm được 2 phát nữa anh em ạ. Kiếm thêm được 600 kim cương, ok lan. Shop Akainu thì mình cũng hoàn toàn có thể mua thêm được một cái dương Acerberus nữa anh em nhá. Mua được một cái dương thì mình mở luôn để xem được cái gì thì ôi dồi ôi, lại rất là ngon luôn bởi vì ra luôn 100 xu may mắn anh em ạ. Thế là nâng tổng số xu may mắn của mình lên 597 rồi. Mình quên mất chưa điểm danh nên là bây giờ mình sẽ điểm danh luôn được 150 kim cương nữa cơ mà. Ngon ghê đấy. Với số kim cương đấy thì mình sẽ tích lũy lại nhé. Bao giờ nhiều kim cương thì mình sẽ tiêu xài một thẻ luôn anh em ạ. Nhiệm vụ Big Mom để sở hữu 350 xu may mắn của mình đã hoàn thành được 19 nhiệm vụ 4 sao rồi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục vào phần nhiệm vụ tổng bộ để xem là hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ 4 sao nữa. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Như vậy là tổng cộng 24 nhiệm vụ rồi anh em nhé. 25 này, 26 này. Thế thì mình sẽ reset tiếp này. 27 luôn này. 28 không? Ui ôi. 28 đi. 28 luôn anh em nhá. Và phát cuối cùng 29 rồi anh em ơi. Thế thì mình sẽ dùng nốt cái thư này nha anh em. Thế là mình đã có thể reset được 30 nhiệm vụ này anh em ơi. Đó. Ngon lành cái nào nhá. Nhưng tất nhiên là mình còn phải chờ 6 tiếng nữa thì nó mới hoàn thành được cái nhiệm vụ này anh em nhá. Nhưng không sao, thời gian của chúng ta còn dài anh em ạ. Mình vẫn kịp để sở hữu được 350 xu may mắn với cả 15 cái nón Big Mom này anh em nhá. Trong khi đó thì ở trong cái phần bánh sinh nhật này, vật phẩm thường mình đã có thể đủ 17 cái nón rồi. Thừa luôn hai cái nón này, lấy luôn. Ủi 4 thùng bia anh em ạ. Ô nhưng mà mình chợt nhìn thấy là mình đã lên level 82 rồi thì đã mở thêm được cái album phụ nữa rồi anh em nhá. Album chính thì phải level 85. Nhưng album phụ 1.2 thì level 82 là mở được rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở luôn anh em nhé. Mình sẽ tiến hành mở nhanh luôn bằng cách là ấn Enter liên tục. Như vậy là mình đã có thể mở rất là nhanh, sở hữu luôn được cái album rồi anh em nhé. Đấy cũng là cái mẹo tương tự khi mà chúng ta chiêu mộ copy vàng anh em ơi. Để làm được điều này thì bắt buộc anh em phải xài PC mới có thể là ok là được nha. Còn mô hình 1P ở dưới góc trái màn hình thì anh em dùng điện thoại hay là PC đều có thể click vào. Thì nếu như anh em là fan của 1P, đam mê chơi mô hình thì có thể mua một vài mô hình ở trên Shopee để ủng hộ mình nha. Và ở trong cái phần nhiệm vụ vực thẳm này thì ngày hôm qua mình vượt nhưng quên mất chưa nhận phần thưởng. Bây giờ thì mình sẽ vào chọn phần thưởng anh em nhé. Ở đây chắc chắn là copy vàng. Ở đây thì 40 xu may mắn đi. Còn ở đây thì sao? 20 thùng bia là chắc chắn rồi. Và cuối cùng 3.000 bụi luôn anh em. Nhưng mà phải hết tuần này thì mình mới có thể nhận quà đấy anh em ạ. Những cái mốc tiếp theo tất nhiên là quà sẽ ngon hơn. Nhưng mà mình cần phải vượt số sao nó cao hơn nữa cơ. Nên là cũng hơi căng thẳng một chút đấy. Đặc biệt là ở cái mốc cuối cùng này này. Có một cuốn trục L2 rất chi là tuyệt vời. Ấy có cả dương Germa nữa anh em nhá. Nhưng mà phải đặt full 60 sao thì chắc là sự kiện lần này mình chưa thể nào mà vượt được rồi. Tiếc nhỉ. Hiện tại mình đang chơi server mới thế cho nên quy chiến trường này vẫn còn nguyên này anh em này. Nên ngày hôm nay mình sẽ tranh thủ đi đánh đấu trường luôn để xem là được bao nhiêu điểm, có thể sở hữu được bao nhiêu kim cương nữa anh em nhé. Hiện tại thì mình đang có 3.026 cái vé cơ và điểm của mình là 972 thôi do là tuần này mình chưa đánh một trận nào cả. Bây giờ mình sẽ đánh một vài trận anh em nhá. Lực chiến của mình là 686.000 nên là mình sẽ chỉ bắt nạt những bạn nào mà dưới lực chiến mình thôi để có thể lấy thêm được nhiều điểm. Ok, lựa chọn chiến hạm luôn này. Mình sẽ bỏ một cà rốt su long ra. Cho em Hiyori lên trên này. Tiếp tục là vứt ở đây em Zephyr nha. Mình sẽ chuyển Karasu lên đây. Cho em này vào đây. Mình sẽ cho Acerberus lên hàng đầu. Và mình sẽ để Bartolomeo ở vị trí này. Bây giờ tấn công thử xem như thế nào anh em ơi. Lực chiến của mình giảm xuống chỉ còn 569.000. À nhầm, 659.000 anh em nhá. Team bạn thì khá là gắt, tuy nhiên là Bartolomeo của mình thì vẫn nộ phát đầu tiên. Double kill luôn rồi. Và Shank tiếp tục là chém một phát hai chiến hạm đâm thẳng vào kẻ địch và một thành viên nữa của kẻ địch các bạn nằm xuống rồi. Acerberus thì nộ lên tuy nhiên là chưa kết liễu được ai cả. Nhưng vẫn có đấy là Karasu thả quạ ra. Và kết liễu được một em rồi, chỉ có là Acerberus thôi bởi vì em nó có khả năng bất tử anh em ạ. Tiếp tục đi. Rồi nhưng mà đây là Acerberus thì bạn đấm thì khá là thốn anh em nhá. Tấu thao dưới sau của mình thì có phản sát thương và như cũng gây ra tí sát thương rồi anh em ạ. Acerberus thì bạn đấm khá là tốn. Làm một phát mà hai thành viên team mình đã phải nằm xuống rồi, chỉ còn lại ba em mà thôi. Hiyori liệu rằng có thể hồi sinh cho ai đây? Câu trả lời là không hồi sinh được cho ai mới đau chứ anh em ơi. Uầy, thêm một pha nữa thì thôi, một thành viên nữa là Hiyori team mình phải nằm xuống rồi. Trong khi đấy Acerberus thì bạn vẫn còn nguyên, thả qua phát nữa từ Karasu và thôi rồi lượm ơi. May quá khi mà Acerberus bên mình vẫn có thể giành chiến thắng được anh em nhé. Không ngờ là Acerberus team bạn cũng căng thẳng đến như thế anh em ạ. Anh em thể thấy sức mạnh của Acerberus là cực kỳ bá đạo anh em nhé. Trận đấu thứ hai thì mình nhìn thấy một bạn Harry level 83 và lực chiến 685.000 này anh em này. Không biết là mình có thể ăn được bạn ấy hay không. Uầy, nhưng thực tế lực chiến của mình chỉ là 659.000 mà thôi. Mình sẽ chiến thử xem như thế nào anh em nhá. Ok, Harry với Yamato level 100 và một số thứ khác, nhưng mà Shank của mình thì tốc độ khá là cao. Ôi nhầm rồi, Shank thì bạn cơ anh em ạ.
Tiến hạ bên mình thì có bắn ra nhưng team bạn thì bị choáng một đứa là Bartolomeo rồi, và xanh team mình thì tiếp tục là choáng nhưng team bạn vẫn còn nguyên. Ôi dồi ôi, đánh thêm một phát nữa, kinh khủng thế. Rồi Karasu thì thả quạ ra nhưng team bạn thì cũng vẫn còn nguyên luôn, cực kỳ là khó chịu đi. Ủa ôi Jimmy Connor team bạn thì một đấm oai, Karasu team mình phải nằm luôn rồi anh em ạ, không thể tin được. Xem team mình thì có nộ lên tàu thao dần, Sunny tiếp tục là bắn có gây choáng ai không, Bartolomeo tiếp tục là người dính choáng anh em nhé. Xanh team mình, à không phải, xanh team bạn, trời ơi giống nhau quá đi. Bartolomeo nộ lên phát, hay quá, team bạn chỉ còn lại 4 thành viên mà thôi. Ok, xanh team mình tiếp tục chém khai chiến hạm và vào team bên kia. Uầy, nằm xuống thêm một em nữa rồi, ngon lành cái đào luôn anh em. Và Ace Brothers thì nộ lên nào, rồi luôn, đi luôn anh em ạ. Mặc dù lực chiến của bạn ấy thắng mình nhưng mà không thể nào mà thắng được về cái kết quả trận chiến đối với mình anh em nha. Tiếp tục thì mình đã thấy rất nhiều bạn cùng phân khúc lực chiến với mình luôn. Top 1 cung khu 685k. Bạn này 685k, điểm nhiều hơn luôn này. Thế thì mình sẽ đánh cái bạn mà điểm nhiều hơn này anh em nha. Chiến thử xem nào. Ok lạ, đội hình của bạn đấy thì có dâu đen tứ hoàng luôn. Uầy, có cả Kaido, cũng có Ace of Earth luôn anh em. Nhưng mà team mình thì uầy, chỉ một hit thôi và tiếp tục là xanh chém đi hai chiến hạm Vavrat. Team bạn chỉ còn lại mỗi Ace of Earth thôi. Và thêm một phát nữa, có sát thương chuẩn đến từ Karasu, team bạn đã phải nằm xuống rồi anh em nhá. Nhanh gọn thế nhỉ. Tiếp tục là mình gặp một bạn level 82, đánh luôn cho nó chất này, điểm 1261 anh em nhá. Chiến thử để xem đội hình của mình có thể giành chiến thắng được hay không đây. Team của bạn có Jinbe Wano, wow, có Zephyr, có Luffy Wano luôn. Nhưng mà xanh team mình thì vẫn được chém trước. À đâu, xanh team bạn anh em ạ, cứ bị nhầm thôi. Bởi vì là nộ của hai tướng này nó khá là giống nhau nên rất khó là phân biệt anh em nhá. Nhưng Ace of Earth thì mình vừa nộ được một phát rồi, hay quá. Thả quạ ra đến từ Karasu, team bạn có thể hồi sinh trở lại rồi. Ace of Earth tiếp tục là đánh, team bạn chỉ có lại 4 thành viên mà thôi. À 5 thành viên, mình đếm hơi nhầm tí. Và Hiyori thì nộ lên rồi, liệu rằng có hồi sinh ai không? Câu trả lời không anh em nhá. Lu thì một đấm của nó to, tổ trạng luôn, to giữa màn hình luôn. Và Hiyori, team mình thì có sử dụng ulti rồi, sẽ phía tiếp tục sử dụng ulti. Ui, team bạn chỉ còn lại, vẫn còn lại 5 thành viên à, cứ tưởng còn lại 4 chứ. Đấm thêm một phát nữa đến từ Jinbe của nó, team bạn này. Ui ôi, căng thế, may là được hồi sinh nha. Và Bartolomeo nộ lên xem nào. Yeah, thì bạn đã mất một thành viên nữa rồi. Và xanh, ơi xanh thì bạn chém team mình chỉ còn lại 3 thành viên mà thôi anh em nhá. Cố lên nào, tấu thao dừng Sunny team bạn thì bắn. Nhưng may quá, team mình thì không ai bị choáng cả. Và bây giờ thì Ace Brothers team mình phản đòn, team bạn vẫn còn nguyên 4 thành viên. Karasu thả quạ ra, và Luffy Wano team bạn đã phải nằm xuống rồi anh em nhá. Team bạn chỉ còn lại 2 thành viên mà thôi. Nhưng mà xanh tiếp tục chém, ui thốn quá anh em ơi. Ui ôi, chết dở đấy. Tấu thao dừng Sunny team mình bắn nhưng mà nổ sát thương cuối lượt đến từ Ace Brothers anh em ạ. Và team bạn đã phải nằm xuống rồi. Ngon lành cái nào luôn. Tuyệt cả là vời nha. Và anh em có thể nhìn thấy là Ace Brothers gây ra được một lượng sát thương lớn nhất trong đội hình của mình luôn. Tiếp theo là đến chú xanh nha. Và sau đấy thì mới đến Karasu anh em ơi. Sau 4 trận chiến đấu trường đầu tiên thì mình nhận ra là mình sắp đạt được cái mốc đầu tiên 150 điểm để có thể lụm về 300 kim cương anh em nhá. Và tương tự như thế 200 điểm là có thể lụm thêm 400 kim cương nữa. Và ôi dồi ôi, dưới này có rất là nhiều kim cương, nhưng phải công nhận là những anh em nào mà đầu tư 499k vào đây thì quá nhiều phần thưởng ngon luôn đi. Đặc biệt là cuốn trục L1, L2 các kiểu có đặc điểm rất là nhiều anh em nhé. Ôi dồi ôi luôn, 4.500 điểm, 3 cuốn trục L1 và 5.000 điểm là 3 cuốn trục L2. Trời đất ơi, con này cái nào vậy? Đúng là sức mạnh của đô la thần trưởng, bảo sao nhanh như thế anh em nhá. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi chiến đấu đi. Ui, bạn này là 731.000 này. Lần đầu tiên mình đánh với một bạn lực chiến cao hơn mình hẳn luôn ấy. Chiến thử phát xem như thế nào nha. Đội hình của team bạn đấy không biết là chơi như thế nào đây. Quầy của Jinbe Wano là mình bắt đầu thấy sợ sợ nha. Ui, có cả Shiki sư tử vàng thì cực kỳ khó chịu luôn đấy. Rồi Bartolomeo team mình thì tốc độ khá là cao, nhưng mà Shiki sư tử vàng team bạn thì cũng không phải dạng vừa khi mà bắn một phát kinh quá nha. Ok, xanh team mình thì có chém hai chiến hạm vào team bạn nhưng mà chỉ không máu. Ôi, Bartolomeo, ui ôi ôi, không ăn thua rồi. Trong khi đó Shiki sư tử vàng team bạn thì vừa đánh thêm một phát nữa. Bên mình nó cắt thả quạ ra, nhưng mà Shiki sư tử vàng team bạn nó ghê vậy. Cái thằng Shiki nó ăn cái gì mà nó thả sư tử liên tục vậy ta? Không thể tin được, Usopp Wano team bạn có bắn rồi, nhưng mà HP của Usopp team bạn là rất dính máu rồi, đuối lắm rồi đấy. Bây giờ thì Bartolomeo có nộ lên nha. Đúng rồi, rất dính máu đến từ Ace Brothers, nhưng mà team bạn lại được hồi sinh. Ôi dồi ôi, làm sao? Một đấm vào team mình, nhưng may qua team mình vẫn còn nguyên cả 6 thành viên anh em ạ. Tiếp tục là chém đến từ chú xanh. Và Ace Brothers có nộ thêm phát nữa, team bạn chỉ còn lại 5 thành viên thôi anh em ơi, hay quá. Ôi, thậm chí là còn 4 thôi anh em nhá. Wow, nhưng mà trừ không, nhưng cũng gây được choáng cho Shiki. Vừa nói gây được choáng xong thì nó lại bắn. Ui, nhưng sát thương cuối lượt đến từ sự Ace Brothers đã khiến cho team bạn chỉ còn lại 2 thành viên thôi anh em ạ. May quá, Hiyori team mình vừa hồi sinh được cho các đồng đội của mình. Ôi ôi, không thể tin được khi team bạn đánh cực gắt luôn nha. Sát thương cuối lượt nổ một phát. Ok, rồi Ace Brothers team bạn phải nằm xuống rồi. Team mình còn lại Ace Brothers 3 triple kill. Hay quá nhỉ.
kết liễu được đó chính là Siki sư tử vàng anh em nhé. Mặc dù bạn ấy hơn mình khá điểm lực chiến nhưng mình vẫn giành chiến thắng và mang về được 34 điểm.